Trong hãng gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu viên pin cúc áo của hãng Maxell. Có mã là 379 hay mã tương đương là SR521 sẽ SP kép. Đây là viên pin silver oxide, là oxide bạc và không thủy ngân nên sử dụng rất là an toàn. Đóng gói thì có 10 viên pin, mỗi viên pin để đóng trong một vỉ. Có điện thế là 1,55V. Đường kính của pin là 5,8 mm và chiều dày của nó là 2,15 mm. Trọng lượng là khoảng 0,2 gram. Pin này có dung lượng là 14 mAh và dòng xả của nó là 20 microampe. Pin có độ tự xả thấp nên thường được sử dụng cho các loại đồng hồ đeo tay. Để tìm hiểu kỹ hơn về viên pin 379 của Maxell có thành phần hóa học là bạc oxit, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.